Đây sáng mình ra ngoài Nha Trang á mọi người, chỗ 90 Nguyễn Phí Xuân á, đây có cái tiệm bán đồ ăn sáng là bánh mì xôi mặn cơm cuộn, thì mình mua hộp xôi mặn cơm cuộn cơ. Dạ đầy đủ. Mình nghĩ là hấp dẫn luôn cả cái nhà. Nhiêu tiền nha? Giờ bán đồ ăn thấy ngon quá. Mới về món ngon.